Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem tại sao mà chúng ta cần phải đào cái củ hoa dược dược để chúng ta trồng lại. Như mình đang quay cho các bạn xem đây. Đây là những cây hoa dược dược sau khi hết chu kỳ hoa. Và cây lúc này đã lụi tàn như thế này rồi các bạn này. Đây. Một số cây nó sẽ lụi đi như thế này các bạn này. Đấy. Thì đối với cây mà đã bị lụi đi như này thì có một số cây thân nó vẫn còn tươi, nhưng có một số cây thân nó sẽ bị khô. Đây, như cái thân mình đang cạo cho các bạn xem đây, nó đã khô đây các bạn này, nó khô xuống tận mãi dưới này rồi. Thì có cây thì nó sẽ tươi và nó sẽ cho mầm trở lại. Còn đây cũng là một cây khô hết thân rồi các bạn này. Đấy, thân khô hết rồi. Thì đối với một số cây nó vẫn tái sinh được. Sau những lần mình cắt thì nó lại mọc được những cái mầm như thế này. Còn một số cây nó sẽ lụi tàn đi và nó sẽ khô hết như thế này các bạn này. Đấy. Nên là trong quá trình trồng hoa dược dược, khi hết mùa hoa, cây đã già thì chúng ta cần phải cắt. Như những cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn, chúng ta cần phải cắt, loại bỏ những cái phần thân già trên để cho cây tái sinh trở lại. Giờ thì mình sẽ đào lên để cho các bạn xem, để chúng ta kiểm tra xem đối với cái cây mà nó đã già, nó đã lụi đi như này, thì cái củ ở phía bên dưới liệu nó có còn tái sinh được không, nó có còn cho chúng ta những cái mầm để chúng ta để giống cho vụ sau không. Bây giờ mình sẽ đào lên cho các bạn xem nhé. Thì đối với một số cây khi nó khô thân như này thì phía dưới cái phần củ nó sẽ bị thối đi các bạn. Nó sẽ bị thối đi. Thì đối với cây này thì củ còn rất là tươi các bạn. Củ không bị thối. Những cái củ như thế này thì có khả năng sẽ tái sinh được các bạn nhé. Vì phía dưới này nó vẫn còn một đoạn thân nó chưa bị khô các bạn. Nó chỉ khô đến cái mặt cuống củ là nó dừng lại. Thì đối với những củ như này thì có thể là sẽ mọc được mầm để tái sinh cho vụ sau. Có mọc được hay không nó còn do cái đầu cuống củ này nó có khỏe không các bạn. Cũng có chùm củ khi thân khô còn lại một đoạn thân ở dưới này như thế này, nhưng mà trong quá trình trồng là không mọc được, do là những cái đầu cuống củ ở dưới này và cái phần thân này nó không xùi được ra các bạn, nó không có những cái mầm ngủ nằm ở cái đầu cuống củ này. Nên là trong quá trình trồng để cho cây tái sinh trở lại tỷ lệ rất là thấp các bạn. Quan trọng là cái đầu cuống củ này nó phải có những cái mắt ngủ nó sưng lên ở cái đầu cuống củ thì tỷ lệ tái sinh trở lại nó mới cao. Tiếp đến mình sẽ đào cái cây bên này cho các bạn xem tiếp. Thì những video trước mình đã chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta đào, chúng ta trồng lại. Mình cũng nhắc rất là nhiều rồi. Mình cũng nói rất là nhiều là mục đích chúng ta đào lại để cho nó ra rễ mới là chính. Mục đích là chúng ta đào lên, chúng ta trồng lại để cho nó ra rễ mới là chính. Như cái chùm củ này, qua quan sát thì các bạn nhìn này, qua quan sát các bạn nhìn không có một cái chút rễ mới nào các bạn nhé. Bởi vì những cái dòng cây hoa mà nó cho củ hẳn thì cái sức sống của nó rất là mãnh liệt, nó sẽ ra rất là nhiều rễ. Còn khi mà củ đã ở cái tuổi già như cái chùm củ mình đang cầm trên tay này mà mình không đào lên thì những cái rễ trước đó nó sẽ thối dần đi, nó sẽ lụi dần đi, sau này chỉ còn mỗi cái củ không thôi. Bây giờ mình kiểm tra cái phần thân này xem nó còn tươi không.
Thì đối với củ này nó vẫn còn một chút thân tươi ở mãi phía dưới này các bạn này. Nhưng mà khả năng cái củ này để mà tái sinh trở lại là rất khó các bạn. Bởi vì củ này là cái cuống nó liền sát thân luôn. Đáng nhẽ nó phải có một cái cuống củ dài ra một chút, nhưng mà đây nó liền luôn như này các bạn. Đối với cái chùm này, khả năng mà mọc tái sinh lại thì chỉ mọc ở cái cuống củ của cái củ con này thôi các bạn này. Bởi vì cái đầu cuống củ này nó dài, hai nữa là cái cuống củ này nó có những cái mấu ở đầu cuống các bạn này, thì nó sẽ mọc ở cái đầu cuống củ này lên. Còn đối với hai củ to này, nó liền tù tì vào thân này, nó không có một cái cuống nó dài ra, thì cái chỗ này mọc mầm được rất là khó các bạn. Rất là khó mọc mầm. Nên là chúng ta khi củ hoa thực dược nó già là chúng ta phải đào ngay. Đừng để nó già quá, nó khô thân như thế này quá nó chả còn cái rễ nào. Dinh dưỡng thì nó tích trong củ rồi rồi, nhưng quan trọng cái đầu cuống củ này nó có những cái mầm ngủ ở đây không để nó mọc mầm thôi. Còn phía thân này thì không trông chờ nữa rồi, khô hết rồi. Khô hết rồi các bạn. Những cái loại củ như thế này nhiều lúc mình đào lên mình vứt rất nhiều, bởi vì trong quá trình trồng nó rất là nâu mọc và tỷ lệ nó mọc mầm rất là thấp. Bởi vì cái cuống củ nó liền tù tì như này, thân lại khô, đầu cuống củ lại không có những cái mắt ngủ, nên là trồng những cái củ này rất là khó mọc. Thì đối với củ hoa thực dược chúng ta đào lên cái thời điểm mà cây nó vẫn còn sinh trưởng khỏe, củ nó chưa già hết cỡ như thế này, thì chúng ta đào lên chúng ta trồng lại thì nó rất là tốt. Còn đối với những củ mình đã để già nó lụi như này rồi thì tỷ lệ tái sinh lại rất là thấp. Nó đã già nó hết rễ thì thân nó cũng khô các bạn. Nó chỉ còn lại một chút ở phía dưới này này, nó chỉ còn một chút ở phía dưới này thôi các bạn. Chùm nào những cái cuống củ nó sưng lên thì nó sẽ mọc mầm được. Còn củ nào cái cuống củ nó ngắn nó liền vào thân luôn thì nó sẽ không mọc được các bạn. Nên là trồng hoa thực dược mình phải nắm được cách để chúng ta giữ giống cho vụ sau. Thì đối với củ này, nhiều khi chúng ta để dưới đất này, nó hàng năm nọ qua năm kia nó cũng không thối, nhưng mà nó lại không mọc được các bạn. Nằm ở dưới đất thì nó không thối nhưng nó không mọc được. Đào lên củ rất tươi rất đẹp nhưng mà lại không mọc được. Và khi mọc được thì nó cũng rất là yếu ớt. Đây như chùm này này, cũng khô lụi hết ở đây các bạn. Lúc này mọc được thì chỉ mọc được hai củ này thôi. Hai củ phía bên này là hai cái đầu cuống này nó đang có cái mầm ngủ thì nó mới mọc được thôi. Còn nếu không có thì coi như là cái chùm này cũng vứt đi. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.